Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải lần thứ 10 giai đoạn 2020-2025 vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2015-2020. Đến dự đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Năm năm qua, ngành giao thông vận tải luôn nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng con người mới để tạo động lực phát triển. Với ba phong trào đi đầu là thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với phương châm bốn xin bốn luôn, phong trào thi đua lao động sáng tạo với tinh thần tiên phong đi trước mở đường với hơn 2.000 đề tài sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng, phong trào xây dựng quỹ xã hội từ thiện toàn ngành đã có hơn 80 tỷ đồng được chuyển tới các đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, Tại đại hội phó thủ tướng thường trực chính phủ Trung hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành giao thông vận tải cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là những dự án phát triển giao thông đô thị và kết nối liên vùng. Để nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành như các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, các dự án đường sắt đô thị, khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đại hội cũng đã vinh danh 15 tập thể, 62 điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.